Ngày 3 tháng 10 vừa qua, Tổng lãnh sự quán Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa đón những người Pháp sống tại Việt Nam, sinh viên và giới truyền thông đến tham quan dinh Tổng lãnh sự. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ những ngày di sản châu Âu diễn ra vào tháng 9 hàng năm. Du khách đã được ông Emmanuel Libatalon, Tổng lãnh sự Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh, giới thiệu về lịch sử dinh Tổng lãnh sự cũng như về những vật dụng, bàn ghế cổ xưa của các thế hệ nhân viên đã làm việc tại đây. Công trình độc đáo này do các kỹ sư thuộc Hải quân Pháp xây dựng vào năm 1872 dành cho Đô đốc Marie-Jean Dupré, tư lệnh quân đội Pháp tại Nam Kỳ trong thời kỳ Pháp thuộc, trải rộng trên 2 hecta, nằm trên 4 phố chính là Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai và Mạc Đĩnh Chi. Dinh Tổng lãnh sự Pháp là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Pháp và châu Á. Đây cũng là một trong những dấu ấn lịch sử của Pháp tại Việt Nam.